Chào mừng đến với căn căn đêm không có một của ứng dụng tôi nhưng người bạn chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngồi đây chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Thành Thanh, hôm nay tôi sẽ ăn mochi khoai lang tím đến từ chè Trang Hy. Tìm đến quán chè để ăn mochi thì có hơi lạ, nhưng ai kêu nhỏ em làm chung khen quá, làm tôi phải đi tìm thử liền liền. Người bạn đồng hành với mochi hôm nay chính là Pepsi vị xoài. Nghe tên thôi là đã thấy lạ lạ lùng lùng rồi phải không? Do thân chai màu đen nên là không có thấy được gì bên trong hết. Nhưng mà theo trí tưởng tượng của tôi thì Pepsi vị xoài phải có màu vàng như trái xoài chứ. Giờ thì ăn thôi ăn thôi. Lớp vỏ siêu dẻo và thơm mùi khoai nha. Cắn một miếng là phô mai dai tràn ra ngay. Bánh này tôi nghĩ là nên ăn lúc nóng. Cái phần này order về tới nhà tôi thì vẫn còn giữ được độ nóng đủ để thưởng thức cái sự chảy của phô mai mozzarella bên trong. Nhưng mà tôi thấy cái vỏ này hơi dày nha. Phần mozzarella thì có vẻ hơi ít một xíu á. Em này ăn chung với tương ớt thì sẽ đỡ ngán dầu, ngán mỡ, ngán bột hơn một xíu nè. Uống Pepsi vị xoài rồi review tiếp. Em này vẫn giữ được vị của Pepsi nguyên bản. Chỉ thoang thoảng một cái xíu mùi xoài thôi. Nhìn bằng mắt thường thì mọi người sẽ không có thấy bọt ga. Nhưng mà lúc vô miệng thì tôi thấy nhiều ga á. Chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc là tôi mua Pepsi vị xoài này ở đâu. Này là quà của bà bạn đi du lịch ở Philippines về tặng cho tôi á. Bà kêu là đi vô cửa hàng tiện lợi thì có tới mấy loại Pepsi vị lạ lạ cho nên là nhớ tới tôi liền. Hút về cho tôi rất là nhiều vị khác nữa. Mai mốt thì tôi sẽ đem ra ăn đêm quay clip cho mọi người nha. Quay lại với em mochi khoai lang tím. Một phần này khá là nhiều viên, ăn một mình thì hơi ngán với lại hơi no. Nên là mọi người rủ bạn bè hay là người nhà ăn chung nha. Chứ ăn một mình mà 6 viên là chắc là bỏ cơm luôn á. Một phần như này thì giá cũng hơi cao. Rủ bạn bè ăn chung thì cũng kinh tế hơn. Sức ăn quân đội đã giúp tôi xử lý nhanh gọn 6 em mochi khoai. No nê rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với căng căng đêm 001 của toán dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bọn đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm nay tôi sẽ ăn bánh chén phô mai. Còn đường nâu dùng để làm gì thì tí tôi bật miếng sao nha. Cắt phô mai ra sao mà thấy vừa ăn là được. Giờ thì tôi sẽ cuốn bánh chén nha. Đầu tiên là làm ướp bánh tráng. Rồi cho phô mai lên. Gấp mép bên trái, rồi gấp mép bên phải. Sau đó chỉ cần cuộn lại là xong. Giống như là cuốn chả giò vậy á. Ai khéo thì cuốn đẹp, còn ai không khéo thì cuốn ăn được là được nha. Không phải lo. Ta-da! Tôi đã cuốn bánh tráng xong. Tôi sẽ làm topping cho món nước. Vẫn là bước làm ướp bánh tráng á. Rồi, vẫn cuốn lại từ từ. Nhưng mà lần này thì nhỏ thôi nha. Giờ tôi sẽ cắt nhỏ ra, để qua một bên, hẹn tí nữa gặp lại. Bắt chả dầu lên chiên bánh chén nào. Dầu sôi thì cho bánh vô, cho cỡ 4-5 thanh cho nó có khoảng cách với nhau. Tôi sợ bánh chén dính chùm á. Nhớ ơi, không biết phô mai có bị chảy không nữa. Chú ý là món này mọi người nhớ cuốn cho thật kín, không là phô mai sẽ chảy hết, uổng lắm á. Cũng may là món này chiên không bị dăng. Tôi cuốn kỹ lắm rồi mà vẫn bị chảy thấy không. Tôi sẽ lấy bánh chén ra luôn nha. Chiên thêm phần bánh còn lại nè. Đợt sau thì dầu nóng hơn nên là chiên cũng lẹ hơn. Ui ui, phô mai lại chảy, nhanh tay vớt ra thôi. Bắt chảo lên để thắng caramel nè. Bí mật được bật mí rồi đây. Hôm bữa tôi có thấy trên TikTok người ta dùng bánh chén để làm topping trà sữa. Nên là tôi cũng muốn đu chen thử á. Cho caramel vô ly. Rồi cho bánh tráng đã cắt khi nãy vào. Nay thì tôi sẽ uống trà sữa Colorman, một trong những trà sữa đóng gói yêu thích của tôi. Chắc mọi người cũng đã từng thấy qua ha. Đổ trà sữa vào ly topping. Cho đá vô. Giờ thì ăn thôi. Tôi sẽ ăn kèm tương ớt với mayonnaise. Béo quá béo. Nhưng tôi yêu cái sự béo này. Vì nó là phô mai á. Lâu lâu buồn miệng thèm đồ chiên. Mà trong nhà có hai nguyên liệu này thì đây cũng là một món đáng để thử nha. Chứ ăn hoài thì quá là béo phì luôn á. Ăn lúc giòn thì sẽ ngon hơn. Tại nếu để lâu quá thì phô mai sẽ bị đông trở lại. Với lại bánh tráng sẽ bị ra dầu nữa. Uống một miếng tạ tưa. Topping thì tôi không có thấy đặc sắc lắm. Tuy là có ngâm với đường trước đó rồi, nhưng mà lúc ăn vô thì tôi thấy cũng không có ngọt gì mấy. Kiểu trà sữa một đường, bánh chén, điền đường vậy á.
ăn thêm vài cú bánh tráng rồi đi ngủ thôi. À, các bạn nhớ nhấn vào link đăng ký để tham gia giveaway quay lần này nha. Dọn dẹp đi ngủ thôi, bye bye. Chào mừng đến với trang trang đêm không có một của tuyển dụng tôi. Những người bạn này chờ sẵn trong đó rồi. Hai bạn này chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm nay tôi sẽ ăn bắp phô mai. Các pro có thể mua bắp tách sẵn hạt trong siêu thị hoặc là bắp luộc sẵn ở ngoài hàng rồi về tách hạt đều được nha. Tiếp theo thì chúng ta cần có bơ lạc và dĩ nhiên là không thể thiếu phô mai sợi. Món này thì ai hay ăn thịt nướng Hàn Quốc chắc là cũng không cần xa lạ gì ha. Và giờ thì sẽ là phiên bản nhà làm từ đầu bếp Tiểu Ăn Dũng tôi. Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Cho nồi bắp đã luộc chín tách hạt lên bếp. Thêm một ít bơ lạc, nếu mà ai không có bơ lạc thì có thể sử dụng bơ tường ăn cũng được nha. Thêm một chút mayonnaise, một chút đường, một chút muối. Rồi giờ cùng đợi cho mọi thứ tan chảy và hòa quyện với nhau nha. Để mọi thứ tan lẹ hơn thì tôi sẽ lấy đũa khuấy khuấy, như vậy cũng sẽ đỡ bị khét dính đáy nồi nữa. Mà chảy như thế này là được rồi nè. Cuối cùng là cho phô mai lên, cho thật là nhiều để phủ khắp mặt bắp nha. Để nắp lại và chờ cho phô mai bao trọn lấy từng hạt bắp. Wow, tôi nghe mùi thơm của phô mai khắp phòng rồi á. Để mở ra kiểm tra thử. Ý, thành công rồi nè. Nhanh tay lấy xuống ăn thôi. Chiếc bụng của tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Xịn ghê, nhìn giống như là viện phô mai ở Duki với lại Spicy Box vậy đó. Lần nào tôi đi ăn với họ bạn cũng phải kêu một việc ăn cho đã cái nư nè. Nhâm nhâm. Ngon, siêu ngon. Bắp thì giòn ngọt mọng nước, phô mai thì béo ngậy thơm lừng. Có thêm một chút mặn mặn của muối nữa. Mọi thứ hòa quyện với nhau ăn rất là bánh cuốn luôn. Ăn với tương ớt thì lại khá giống với bắp xào nha. Ai nghiện phô mai như tôi thì không thể bỏ qua món này. Làm cực kỳ đơn giản mà ăn rất là ngon lành cành đào. Bảo đảm không làm mọi người thất vọng đâu. Món này thì hội đủ 3 yếu tố, ngon, bổ, rẻ luôn nè. Phòng của tôi lạnh quá nên là phô mai đông lại hơi nhanh rồi. Nhưng mà không sao, vẫn ngon lành. No nê rồi, đi ngủ thôi. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng anh nhé, các anh em không có một của tuyển dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro này đã chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm nay đi làm về mà chưa có kịp ăn chiều. May mắn là tôi luôn có món ăn dự trữ trong nhà. Vậy nên là buổi ăn đêm hôm nay sẽ có mì cay sốt kem bun đắc của Samyang. Trước tiên thì bắt cái nồi nước sôi lên luộc mì. Cái vị sốt kem của mì cay Samyang thì chắc là mọi người cũng quá quen rồi nên là tôi không có giới thiệu nhiều nữa. Úi, nước sôi quá rồi nè. Chắc là mì cũng đã chín. Giờ thì hãy đi chắc nước. Riêng cái công thức mì hôm nay thì mọi người không có cần chừa lại nước như là khi mà nấu mì cay Samyang bình thường đâu nha. Lên chảo, cho dầu ăn vào và chờ cho thật là nóng. Đó mọi người biết tôi chuẩn bị chiên gì. Tên 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 tên. Đáp án chính xác chính là xúc xích. Có ai đoán đúng không? Tôi rất là hay ăn mì với xúc xích nên là cũng khá dễ đoán. Hôm nay hãy cùng tôi tận dụng mấy cái nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh để biến tấu món mì Samyang sốt kem nha. Hôm nay thì tôi sẽ làm này làm kia lên mấy cái em xúc xích này. Ai mà thích ăn mấy cái món ngọt chắc chắn là biết tiếp này rồi. Khi mà mình cắt vậy á, khi mà chiên xúc xích sẽ bung ra như là nở hoa vậy á. Thành phẩm chúng ta sẽ có những em xúc xích bạch tuộc cute như là các bro đang nhìn thấy. Khi mà xúc xích nở vừa như thế này á, nhanh tay cho sữa tươi vào thôi. Bình thường á, nhà tôi đã sử dụng sữa tươi không đường sẵn rồi, nên là cái công thức nào dù là mặn hay ngọt thì tôi cũng dùng cái loại này thôi. À, chỉnh lửa thật là nhỏ để tránh cái trường hợp sữa khét đáy chảo nha. Tôi không biết là mọi người có hay nấu bằng sữa có đường không, nhưng mà theo như cảm nhận của tôi á, thì nó sẽ kiểu có hơi vị ngọt kỳ cục á. Rồi lại thêm phô mai lát, rồi bột kem, nó sẽ thành ra một cái món mì tráng miệng. Ngoài ra thì mọi người có thể thay thế sữa tươi không đường bằng sữa tách béo, tuy là mắc hơn, nhưng chắc chắn sẽ đỡ mập hơn. Sữa hơi sôi nhẹ như thế này thì lập tức cho bột kem và phô mai lát vô. Định lượng phô mai lát á, thì mọi người có thể tùy vào cái cơn thèm đồ béo của mọi người, chứ là tôi không có cái số nào cố định đâu. Phô mai với bột kem tan rồi, bao cho mì vô thôi. Khi nào sốt sôi lại lần hai, tất cả sẽ hòa quyện vào cái cọng mì hết luôn. Chết tôi. Ngồi một hồi mới nhớ ra là chưa có cho cái gói sốt cay vô. Dạo này hay quên mấy cái gói sốt ghê. Có lẽ nào đây là dấu hiệu của hậu COVID. Rồi,
Theo như tổ tiên mách bảo, nhìn thấy nước sốt hơi đặc đặc như vậy là ok la rồi á. Cho thêm em nắm kim chân bị khẽ lạnh trong tủ lạnh vô. Nhanh tay nhấc chảo xuống, chứ không là cái phần sốt kem này sẽ bị khét luôn. Mấy bữa trước ăn mì cay á, thì tôi sẽ uống sữa tươi và trà sữa. Còn hôm nay sẽ là một phiên bản mới của sữa tươi. Đó chính là sữa tươi sốt cacao. Phép thuật Queen Enchanted biến ra ly sữa tươi sốt cacao. Một bữa ăn hứa hẹn sẽ làm cây kim cân xoay không ngừng không ngừng. Tôi đăng các công thức pha sữa tươi này trên shop nha. Mọi người nhớ đón xem. Đổ bộ rồi nhanh nhanh thôi. Ồ, mày vẫn còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Trời ơi, ngon ghê. Sợi mì Hàn Quốc mềm mà vẫn rất là dai và trơn, quyện với cái sự béo của sữa và phô mai nữa. Nhìn thì có vẻ ngán nhưng thực ra là nó béo rất là vừa phải luôn. Chút chích đó mà ăn với mì thì ngon khỏi phải bàn rồi nha. Lần này tôi lại còn cho thêm cái nấm kim châm nữa. Nấm thì vẫn giữ được cái độ giòn ngọt lẫn vô mấy cái sợi mì mềm, khiến cho trong giòn có mềm, trong mềm có giòn, rất là cuốn luôn. Có ai cũng thích ăn nấm kim châm giống tôi không? Kiểu lúc ăn vô miệng rồi thì sẽ có âm thanh giòn tan sực sực vui miệng. Ực miếng sữa tươi để tăng thêm cái sự béo mập nào. Sữa này dù không đường nhưng mà khi hòa với cái sốt cacao ở dưới thì vị cũng ổn áp. Kiểu nó có độ ngọt vừa phải, không có ngọt gắt như là sữa có đường, mà lại có một chút đắng đắng của cacao nữa. Tiếp tục ăn cái phần mì còn lại thôi. À, tôi quên nói về cái độ cay của mì. Hôm nay thì tôi cho nửa gói sốt, nhưng chắc là do có sữa với phô mai nên là cái vị cay nó cũng được giảm bớt á. Hôm nào tôi mạnh dạn cho hết cả gói sốt cay vô thì tôi sẽ cập nhật thêm cho mọi người biết nha. Ai mà có mấy cái cách nấu mì ngon ngon, hay hay, mới lạ thì nhớ cho tôi biết với nha. Mai đây rồi, giờ thì dọn dẹp đi ngủ thôi. Mà ngủ ngon, bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn bụng tôi nha.